ชื่อเล่นเป็นเธอภาษาอะไรหรือเจ้าหน้าที่เป็นทางไหนที่ห้องน้องห้องไหนต้องทำทันทีมาสร้างใหม่ห้องทางชุดนี้ให้พระเยซูตรัสเลยหลังที่ตัวใจก็ถ่ายงานของตัวยิ่งแรงหัวนั้นได้ใช้ตัวให้มันหลังเท่านี้ของเลยที่จะเรียกนั้นหลังที่ได้ระเบิดที่ชุดให้ชาวตัวตื่นมีสันใจให้ตื่นมีสันใจที่ถึงพิพวันจอดจิตมีขอให้ถึงพิพวันจอดแล้วก็ใช้มีที่หางเกิดจักรและให้เกิดได้ก็ต้องสีหนักตัดจิตตัวไอ้หนักไงเห็นหนักคนไอ้ดื้อและหนักไงต้องรับยึดพระเยซูถึงจะเป็นเธอมาเลือกที่น้องนั้นให้ข้าให้เด็กไปโดยให้ดีหลับโดยให้เด็กหาคุณยืนบินอาจารย์น้อยลืมลองเลยแสดงว่าจะยิ่งยอมดื้อหาสอบพระเยซูน้อยเป็นทันทีมาที่แก่ที่หลับเลยแสดงอย่างโลกมาเลยBong bang, chung chung, little one, he jumped up the pan.
để có biết được gì để ta làm nên càng trọng càng tốt. Và khi ta lên càng trọng càng tốt, có chức vụ rất nhiều gì rồi thì người ta sẽ để có gì không phụ. Nếu càng năng mà chọn cái khu mà để sáng như Yêu-xu đã khai thác, đã chọn tức khôn ngoan. Với tất cả, tức chọn tức khôn ngoan có nghĩa là chọn chính Thiên Chúa. Các ngài đã chọn Chúa, và tức khôn ngoan bây giờ đã được hóa thành nhục thể, hóa thành con người là Yêu-xu Kitô. Các ngài chọn Chúa và đã chọn tức Yêu-xu Kitô. Và khi các ngài sáng tiến là chọn Chúa, cùng với Đức Khôn Ngoan học sự tốt lành đã đến với tôi. Nhờ nay Đức Khôn Ngoan của cả quá nhiều không thể dễ. Ở hai chúng ta chọn Đức Khôn Ngoan chọn đủ kiểm tra ngày sáng thì sao? Và tất cả sinh hoạt sáng thì là chúng sẽ đọc được là các bạn cần thầy. Ngài nói rằng tôi vui mừng học sự tốt lành ấy vì chính Đức Khôn Ngoan đem chủ đề về tôi. Đức Khôn Ngoan là mẹ sinh ra chúng tất cả mọi điều gì. Đức Khôn Ngoan là kho báu vô tận của con người. Mẹ đã tại đây sáng Chúa Giêsu đã kinh nghiệm xác định về điều đó và đã nói là ai có Chúa thì không thiếu điều gì, chỉ một mình Thiên Chúa là đủ. Biết tên là nhà là Solo Dios Basta, Chúa một mình Chúa là đủ. Em muốn một câu nhỏ thì nhỏ đó nha, Chúa mình chưa đủ. Bao lâu chúng ta chưa xác định điều này cùng với các bạn thì chúng ta có thể và thậm chí thường xuyên sống bên ngoài chính mình. Ở ngoài miệng chúng ta sống ngoài đời, chúng ta đi tìm hạnh phúc, đi tìm bình an đây thứ hôm qua chẳng tạm, đi tìm bạn cũng bị ở vị như danh vọng mẹ thân đi sáng thân sáng thân hiểu. Ngày xưa mẹ chị ta chị em đọc được chữ tư thân của ngài khi mà tuổi 15, 16, 17 tuổi cho ai đó là mẹ vượt qua thân đi sáng thân rồi tiếp tục đi nhiều nhiều mối thân nhân. Nhưng mà cuối cùng ngày nay đó chính là sự thật ở trên này. Và mẹ nói như sau nhưng nó là vượt thân vì có nhiều linh hồn đang ở sân bên ngoài và hoàn toàn không quan tâm đến việc làm đâu đạt lâu đạt của họ. Họ cũng không biết những gì nằm trong nơi quý giá nhất đó, cũng không biết ai ở trong đó, thậm chí nó có bao nhiêu nhân phẩm. Có những linh hồn quá lạc và quen an tâm với chuyện bên ngoài chỉ đến nỗi không thể làm gì cho họ và dường như họ không có khả năng để đi phát tâm của mình. Thánh Teresa đã xác định ở trong tâm hồn của chúng ta, ở bên trong nội tâm của chúng ta là cả một kho tàng, bởi vì chính Thiên Chúa là cư ngụ trong đó. Một cái tâm hồn của người chúng ta là một tâm hồn của Chúa ngự và là một kho tàng ở bên đây. Chúng ta cứ mãi đi chạy đi tìm. Với những lời đó, chúng ta có thể thấy rằng Thánh Teresa Chúa Giêsu, Thánh Teresa Ngài đã xác định rằng lời dạy là cho những ước muốn và những yêu cầu sâu xa nhất của tâm hồn con người được hiển thị bên trong chúng ta. Bên trong nó là nội tâm của linh hồn chúng ta, nơi Thiên Chúa là một cư ngụ. Thánh Phaolô đã xác định điều đó. Anh chị em đã đến trong điện thoại này của tâm hồn là cả một kho tàng mà chúng ta không bao giờ muốn cả. Tuy nhiên, theo mẹ Thánh Teresa Chúa Giêsu để chinh phục được Thiên Chúa, để gặp gỡ Thiên Chúa, để lên một cái Thiên Chúa ở trong nội tâm của mình thì chúng ta phải đi vào bên trong tâm hồn mình. Chúng ta phải có sự đi
lượng nhưng mà mạnh sẽ có một câu chuyện được truyền khẩu kể là khi người em gái của mình là Theodora để hỏi người anh của mình là Theodora Kino làm thế nào để trở thành một vị thần thì người anh là Theodora Kino đã được bằng những từ nghe đi và những cái từ sáng nghe đi muốn nói trên sống thường xuyên hỏi những người đến đây vì sao anh chị có muốn tôi có thể làm gì cho anh chị thì Chúa muốn trao tặng cho chúng ta niềm yêu trọn vẹn muốn trao tặng cho chúng ta chính Ngài muốn trao tặng cho chúng ta cuộc sống của mình sự sống của mình chúng ta không muốn chúng ta không muốn điều này chúng ta không chọn này tất cả những điều đều thuộc sự tự do chọn lựa của mỗi người chúng ta của tất cả các chị em xin Chúa cho chúng ta có một sự xác định có một sự sức mạnh như chúng ta mang trong thành thánh Teresa đưa ra để chúng ta biết luôn chọn Chúa chọn Chúa đang đưa mình